Xin chào, mình là Ngọc Vy và các bạn đang theo dõi S Channel. Hiện tại thì mình đang có mặt ở trường Đại học Tôn Đức Thắng. Đây cũng là trường cũ của mình, phải nói là khoảng 2 năm rồi mới quay lại. Cảm xúc phải nói là dạt dào, trở lại trường xưa. À thôi bỏ vụ đó đi. Mục đích chính chúng ta đến đây ngày hôm nay không phải là để mình thăm lại trường cũ, mà chúng ta sẽ quay hôm nay ăn gì. Cụ thể là theo mình biết thì trường Đại học Tôn Đức Thắng phối hợp với một bên nào đó của Hàn Quốc, cũng không biết chính xác, đại sứ quán Hàn hay là cấp quốc gì đấy, để tổ chức lễ hội hỗ trợ các gia đình Việt Hàn. Và rút kinh nghiệm của lễ hội ẩm thực Hàn Quốc lần trước ở công viên 23 tháng 9 thì mình đã đi một vòng ở đây rồi. Nói chung là có rất là nhiều món ăn, có rất là nhiều thứ để chúng ta khám phá, chứ không phải là đồ đóng gói không. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi nhé. Thì mình có trà Hibiscus là cái trà chính của mình, giúp giảm cholesterol, điều hòa huyết áp rất là tốt. Dạ, mình có trà nhầu núi giúp những trường trị táo bón. Trà không bị táo bón. Dạ. Lạc tiên giúp an thần dễ ngủ. Còn trà gừng thì mình giúp giải cảm, ăn uống không tiêu. Còn chân châu thảo thì mình giúp giải độc mát gan cho những người tiếp xúc rượu bia nhiều. Chua ngọt, nó có vị chua tự nhiên, cái này em cho thêm đường để giải khát. Cái này có thêm đường. Còn nếu mà mình bị mình cổ họng mình hay nói nhiều á, nó chua nhưng mà đúng kiểu trà cho nên vẫn cảm nhận được cái vị trà ở trong đó. Nếu mà mình đau họng, mình viêm họng á thì mình có thể uống nóng, mình cho tí xíu mật ong cho cái triệu chứng đau họng mình giảm rất là tốt. I love Vietnam. 안녕하세요. 수세징. 자. 할까요? 할까요? 30이에요. 30. 네. Một ngày quay cũng khá là gian khổ bởi vì khá là nắng nóng. Ăn cái này trước đi, để nó chảy hết rồi này. Đây là gà phô mai cây, 45.000 một phần như thế này. Nó lấy ra là lúc nãy mới xong thì ăn nó sẽ ngon hơn, bây giờ phô mai nó bị cứng rồi. Quay bên kia sợ mấy bạn nhìn quá không dám ăn. Hãy chui qua đây quay. Người ta ngồi xích đu với người yêu, mình ngồi xích đu với đồ ăn. Thôi nói về cái món gà này đi. Gà ở đây là gà đã được rút xương. Chúng ta chỉ việc, nói chung là chúng ta chỉ việc bỏ vào miệng mà nhai thôi. Hương vị nêm nếm rất là vừa ăn. Mình cứ tưởng là nhìn như thế này không được đẹp thì chắc là ôi giời. Nhưng mà không, ăn vào khá ngon. Và mình thấy là lúc nãy là nhượng quyền hương hiệu nữa, chứ không phải là tự chế. Mặn mặn, ngọt ngọt. Nó sẽ thêm về ngọt nhiều hơn một tí. Ngon quá à. Chỉ hơi tiếc là phô mai. Phô mai này thì nó chưa được ngon cho lắm, nó bị khô quéo lại nè. Nó thành một lớp. Có thể là do trời nóng và mình để lâu quá mình không ăn liền ấy. À chúng ta đến á. Ui mẹ ơi, cái con gì mà xanh xanh lá á, nó bò mà ê cái kia kìa. Khổ ghê. À bây giờ tới xúc xích đi. Cái con này nó bu hoài luôn á. Đây là giống với cái xúc xích mà chúng ta hay mua á, cái kiểu to mà nó có bọng cái lớp dai dai bên ngoài á, tức là nó ngon, nó không bị ngán giống như là cái xúc xích heo bò mà bán sẵn trong mấy cái siêu thị các kiểu. Nói chung là ngon, nhưng mà dùng tương cà thôi chứ không có dùng tương ớt. Hãy xem bạn quay phim ăn xúc xích. Ăn nha. Cái sơ cảnh này nha. Đang đói nữa. Đói quá. Bây giờ đến tteokbokki này đi. Để nãy giờ thì có vẻ là mèo mèo rồi. Xúc xích mua 2 cây được tặng lại 2 cây. Đây là cái quầy mà có người Hàn Quốc bán luôn, cho nó rất là dễ thương. Tôi coi Running Man tôi đã ghiền chết rồi, còn dễ thương như thế này nữa chứ. Trong đây rất là nồng mùi tỏi. Như trước đây mình có nói rồi đó, tteokbokki thì tức là bánh gạo
Cho nên là ăn món này chủ yếu là no. Và nó phải có cái sốt áo bên ngoài, bởi vì nó không có mùi vị mà nó nhạt nhạt. Và cái sốt ở bên ngoài này thì là chắc là các bạn phối hợp tương ớt, tương cà đồ với nhau, chứ không phải là tự mình nêm nếm ra. Rồi sau đó thì bỏ rất nhiều tỏi vào trong đây, cho nên là nó nồng mùi tỏi. Nói chung là cá nhân mình thì cảm thấy là món này chưa đặc sắc cho lắm đâu. Chúng ta thử một cái loại tteokbokki mua ở một cái quầy khác. Đây thì có thấy chế biến một tí tteokbokki này ha. Và có một cái miếng phô mai ở trên, mặn mặn ngọt ngọt và có mè nữa. Có mè nữa thì mới là đúng vị của món ăn Hàn Quốc này. Đồ Hàn Quốc rất là hay để mè. Đây là tteokbokki gà mật ong, thì chúng ta sẽ có gà. Gà được chiên sơ qua, thì giống như các bạn ăn cá sê hay lá te đấy. Bởi vì có mật ong cho nên là cái vị ngọt của nó không phải là kiểu ngọt đường. Nói chung là vào mình cảm nhận được cái ngọt này nó rất là tự nhiên. Và trong đây thì nó có một cái tteokbokki khoai nữa. Đây, đây là tteokbokki khoai. Thật ra nó có màu tím. Cái này kiểu như là ở trong nó sẽ có cái lõi và bỏ nhân khoai ở bên trong nữa. Ăn vào nó sẽ có cái bột khoai bùi bùi. Nói chung là ngon hơn cái tteokbokki này một gai. Nói chung là mắc tiền hơn cũng phải ngon hơn này 45 này 20. Trà mà Thảo Mộc lúc nãy trời nóng uống này quá tốt luôn, tốt cho sức khỏe mà thanh mát. Mát, có vị chua chua nữa. Cuối cùng chúng ta sẽ ăn kim bắp. Thật ra mấy bạn này cũng cuốn không được đẹp cho lắm. Mấy cái cuốn mà ở cuối cuốn ấy, nó bèo nhèo quá. Trong đây là mình thấy có củ cải muối này, cái màu vàng này là củ cải muối này. Trứng này, xúc xích này. Đây là chả cá này. Cà rốt này, dưa leo này. Cái này cuốn không được chắc cho lắm, nhìn rất là lỏng lẻo. Cái này mình thấy là nó lên là cành lắm. Cái này xúc xích còn để cả miếng. Xúc xích này với xúc xích này là một trời một vực đó. Tóm lại thì cái cảm giác của mình là cái lễ hội mà hỗ trợ gia đình Việt Hàn này nó ok hơn là lễ hội ẩm thực Hàn Quốc hôm trước ở Combi 23 tháng 9 rất là nhiều. Nhưng mà hơi tiếc đó là nó chỉ có một ngày hôm nay thôi. Khi nào mà có nữa thì mình sẽ nhanh chóng thông tin đến cho các bạn. Bởi vì ngoài việc là đến đây trải nghiệm ăn uống thì các bạn còn có cơ hội nhắm gái nữa. Sinh viên mà. Nói nhỏ thôi nha. Và hơn nữa là đồ ăn ở đây thì cũng rất là ok, ok hơn hôm trước rất là nhiều và nó có nhiều quầy. Thêm nữa là trong trường cho nên là cũng không phải là có quá nhiều người và chúng ta sẽ không phải xếp hàng lâu, đồ ăn cũng không phải nấu vội vã cho nên là hương vị của nó sẽ ổn hơn rất là nhiều. Đấy, còn bây giờ thì mình sẽ kết thúc video này ở đây. Bản thân mấy bạn quay phim cũng đói, mình cũng đói mà nắng cũng tới. Thúc video ở đây. Trải nghiệm lần đầu tiên quay hôm nay ăn gì trên Sudu. Bye bye. Hẹn gặp lại, nhớ like và subscribe nha. Đưa nguyên cái chảo, tao đâu có mua chảo. Xúc xích là của ông Hồng. Hồng ăn xúc xích là chuyên nghiệp luôn.